Chào quý vị khán giả thân mến nha. Đấy, Hà Nội mưa một tuần liên tục, bão này qua đi và hôm nay thì Hà Nội đã nắng ráo và rất là đẹp trời. Hôm nay anh em đến VH để nâng cấp thêm cho chú Toàn đến từ Văn Giang Hưng Yên. Chú Toàn thì cũng qua nhà mình khá là nhiều lần rồi, mỗi lần lấy một ít. Đấy, thì là lần này là lên để lấy thêm loa. Đôi súp này vẫn là súp lấy của mình, lấy từ lần trước rồi. Lần này thì chú lấy thêm hai cặp loa đây nhá. Đây đang sẵn tiện thì chồng ba để chồng ấy thôi, nhưng mà chú lấy có hai cặp thì đang cắm là hai cặp ở dưới. Mã này là D1210, mã này là công suất rất là lớn, sử dụng của bác là hai tầng côn 100, dây nhôm dẹp Felix và hai cái tem neo côn 44 cũng là dây nhôm dẹp luôn. Thì ưu điểm của cái dòng côn 44 thì cái tiếng tép nó sẽ tơi hơn, nó sẽ tinh ấy. Mình nghe nó sẽ dịu, chứ còn nếu mà đánh mà để mà nói là đánh mà xé tai thì phải là những cái dòng tép côn 75, lắp một củ côn 75 thì đánh là rất là rát. Nhưng mà về cái độ tinh thì nó sẽ không thể nào mà nghe nó dễ chịu, nghe kiểu cái tiếng tép nó tơi tơi, nó dễ chịu, thì cái thằng tép 44 này nó dễ chịu hơn. Ở đây bộ này của chú thì do là chú làm rất là nhiều việc, chứ chú không làm mỗi cái mảng loa đài này không, chú còn làm cả dạp, làm cả cỗ nữa cơ. Thế ra là chú không trông được nên sử dụng vang. Thì cái ưu điểm của cái vang này là chúng ta chẳng phải trông coi gì, tại vì mình đã xử lý ở trên cốt rồi, com và limit ở trên cốt, thì cái bánh nó sẽ không lo bị quá công suất, nó sẽ không chết loa nhé. Và xử lý cắt hú, rồi làm đáp tuyến loa, đáp tuyến súp, đồng phây giữa súp và full. Còn đâu cái tiếng vang ở trên cái vang cơ này thì hát đám cưới nó rất là dễ hát, nhưng mà nó tiếng nó sẽ hơi ảo ảo một tí, nó sẽ không thể nào nó thật tiếng như là mọi ngày mình hát ở trên mixer được. Mixer thì nó dành cho cái môi trường chuyên nghiệp, còn nó vang thì là nó sinh ra để hát karaoke. Đây mình sẽ thử được nghe tiếng nó sẽ hơi ảo ảo một chút, nó sẽ như này. Alo, 1 2 các cái tiếng xì xì, hai tép 44 một đồng nó khá là tươi dễ nghe. Và cái tiếng nhại như này, tiếng nhại như này là đúng kiểu tiếng nhại quán karaoke hát cả như ngày xưa mình hát âm ly, những cái dòng nhạc dân ca trữ tình rất là dễ hát. Nhưng tuy nhiên nhại như này hát nhạc trẻ nghe nó hơi ngang tai một tí, nhưng mà thôi không trông được thì bắt buộc phải sử dụng vang. Sử dụng vang mà hát như này là phục vụ được đa số khách hàng đám cưới rồi. Nhạc như này rất là dễ, rất là dễ hát. Và sau đây thì mình sẽ test một chút karaoke nhé, mời quý vị cùng nó xem. Sống một bộ âm thanh sự kiện, bạn muốn mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời cho khán giả.
DVH Audio cung cấp toàn bộ âm thanh sự kiện nhập khẩu chính hãng. Loa chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc, thiết bị tổ máy được bảo hành chính hãng 2 năm. Đến với DVH Audio, bạn sẽ được trải nghiệm âm thanh thực tế nhất tại không gian test sản phẩm rộng rãi và thoáng mát. Chúng tôi hỗ trợ lắp đặt và bàn giao tại nhà. Đặc biệt, với những khách hàng mua bộ âm thanh sự kiện tại DVH Audio sẽ được bảo dưỡng thiết bị định kỳ 1 năm 1 lần miễn phí.